Xin chào cả nhà, trở lại kênh của Tuấn Ngọc TV. Chúc cả nhà có một ngày vui vẻ. Thì nãy giờ mình kiểm tra thân thể của mấy bé cuốn con. Thì mình cho mấy bé những cái cây bò sấy nè. Tụi nó ăn còn dở dang nè. Thì hôm nay Mỹ Kim tới phần kiểm tra thân thể của Mỹ Kim. Nhưng mà trước khi kiểm tra thân thể thì cho Mỹ Kim ăn một miếng. Đây là vitamin dành cho chó con. Multivitamin Super for Buffy. Thì mình sẽ lấy chai vitamin cho chó lớn. Thì xin chào cả nhà, chúc cả nhà có một ngày vui vẻ. Thì hôm nay trời nóng nực giông quá, thì cái bầu trời đã ảm đạm rồi cả nhà. Chỗ nào cũng tối thui, chuẩn bị chiều nay có thể có cơn mưa. Thì mình có bà cô Mai Lan gửi cho mấy bé vitamin để bổ sung. Bây giờ mình sẽ khui cái chai này. Lọ rất nhiều mà cái viên này bự quá, sao mà nhét vô cái gì mà mày con. Kia dưới đi lại lên mưa. Rồi, con mắt trước mấy đứa nhỏ hồi nãy nữa rồi. Bây giờ mắt chưa mấy đứa nhỏ là xúc xích. Mưa rồi, dọn chỗ vô thôi. Vô đây. Mình mổ ra làm như cái hổ bánh mì vậy cả nhà. Nhét thịt vô nè, đó. Một miếng
này mẹ. Đơn giản không? Có gì đâu. Không ăn kiểu kia, ăn kiểu này. À, nãy giờ cái máy nằm trên trời bây giờ không thấy luôn. Thôi nhét về cả nhà. Rất là dễ. Trời mưa rồi đó. Ê, hồi nãy ở trong chuồng thì đòi ra, giờ ra, giờ ra ngoài nghe mùi xúc xích cái đòi vô. Mấy đứa cho cuốn con tiêu chứ. Rên rỉ với ta hả? Rên rỉ với ta. Giờ nghe mùi xúc xích rồi khóc rần rần ở ngoài kia kìa. Ăn uống thiếu thốn nên là mình bổ sung thức vitamin tổng hợp vô cho các bé có thêm dinh dưỡng, và lâu lâu mình cũng cho ăn xúc xích được cả nhà. Hết rồi. Thì mình đang ở ngồi trong cái chuồng chó nè cả nhà. Đây là giải xịn sò đó, chứ giải mới thơm phức luôn á. Thì đàn cuốn con được ở đây đó, thì mình che ở trên thì cái mái nhà tuy nó hơi bị dột vì cái lỗ đinh đó, mình tôn cũ á đó. Nhưng mà mình cái này tấm bạc xe tải nè đó, thì mình căng ở trên, rồi bên hông thì mình căng một tấm giải lớn, là một con đường vô cho nên nó rất là ấm. Ban ngày muốn chơi ngoài chơi, chân sân rất là rộng. Mỹ Kim bây giờ rất là đẹp. Trời mưa lác đác rồi. Thôi xin dừng video tôi đây. Để mình lấy mấy cái áo của mấy đứa nhỏ vô. Thôi xin chào. Mưa kiểu này là không có nước mà nó rất là nóng. Đó thì bây giờ vô chuẩn bị cũng cơm nước chiều cho tụi nó tới rồi. Xin chào. Cả nhà xem nhớ bấm một like để kênh mình duy trì và phát triển nha cả nhà. Đó, Mỹ Kim rất là cưng. Nè, nãy đòi vô nè, giờ tháo vô cửa vô nè, vô đây đó. Vô kiếm xúc xích chứ không gì. Mấy đứa này phải ăn xúc xích lắm.